Xin chào anh chị khách hàng. Thì hôm nay là một cái dịp Giang đi khảo sát lại những cái dự án đang phát triển và đang xây dựng tại tỉnh Bình Dương luôn. Thì hồi sáng giờ là Giang đi rất là nhiều dự án rồi và thấy cái tiến độ của những dự án này xây dựng rất là rầm rộ. Và hiện tại Giang đang có mặt tại dự án Happy One Central được phát triển bởi chủ đầu tư Vạn Xuân. Dự án này thì Giang mấy tháng trước là Giang cũng đến rồi, thì thấy công trường nó cũng xây dựng, nhưng mà dịch vừa rồi thì Giang cũng muốn nắm lại thông tin để mà chia sẻ cho những anh chị khách hàng đầu tư. Thì nhân tiện á, Giang di chuyển qua đây và Giang có liên hệ bé Quỳnh, thì nhờ bé Quỳnh chia sẻ thêm về thông tin dự án. Anh xin mời Quỳnh ha. Dạ, đây là bé Quỳnh xinh đẹp nha mọi người. Mình là Như Quỳnh. Thì xin giới thiệu một chút xíu, Quỳnh là trực thuộc bên chủ đầu tư Vạn Xuân và chuyên bán những dòng sản phẩm Happy One của chủ đầu tư Vạn Xuân. Thì hôm nay Quỳnh với anh Giang sẽ cập nhật tiến độ xây dựng và dự án Happy One Central và tất cả các thông tin mới đến thời điểm hiện tại cho tất cả mọi người. Rồi, thì bây giờ tiến độ xây dựng tới đâu rồi Quỳnh? Em hiện có thể tại... chia sẻ khách hàng có biết không? Dạ, hiện tại là sau dịch thì dự án cũng đã xây dựng lại rầm rộ. Và như mọi người thấy là dự án hiện tại là những cái cẩu tháp cũng đã lên cao rồi. Và hiện tại dự án mình đang xây vào phần móng anh. Vừa xây phần móng và song song đó cũng xây luôn cái phần thân, để tiến độ xây dựng có thể là tối thiểu cái thời gian nó lại rút ngắn thời gian. Rút ngắn thời gian lại, đúng rồi ạ. Thì mọi người thấy là xe ga vô rất là rầm rộ ha. Thì dự án chúng ta là đây là mặt sau nha. Hình như mặt trước là đại lộ Bình Dương phải không em? Đây là mặt trước nè anh. À đây mặt trước hả? Dạ à, đúng rồi. Mặt sau là đại lộ Bình Dương. Và dự án của mình á, sau này cũng sẽ có một cái đường N11 có thể mở rộng để là cư dân có thể di chuyển rất là thuận tiện. Và Quỳnh xin giới thiệu với anh chị tất cả các thông tin của dự án lại nha. Thì dự án Happy One Central được xây dựng bởi chủ đầu tư Vạn Xuân Group. Về kinh nghiệm của Vạn Xuân Group thì đã có 15 năm kinh nghiệm trong thị trường bất động sản Việt Nam. Và đây là dự án thứ 3 trong chuỗi Happy One của chủ đầu tư Vạn Xuân. Và dự án Happy One Central này là một dự án rất là tâm huyết đối với chủ đầu tư. Theo anh biết thì hình như dự án này là Vạn Xuân kết hợp với tập đoàn xây dựng Central Công phải không em? Dạ đúng rồi anh, tập đoàn xây dựng Central Công. Và đơn vị thiết kế của dự án này là đơn vị ông and ông đến từ Singapore. Ông and ông thì anh biết nó khá là nổi tiếng luôn. Dạ. Rồi đó. Thì dự án chúng ta là cao bao nhiêu tầng và bao nhiêu tháp em? Quy mô của dự án á, là có tổng cộng là 2 tháp và có 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Vâng ạ. Anh xin hỏi thêm em cái này ha. Dạ. Pháp lý dự án đã chuẩn chỉnh chưa em? Hiện tại là pháp lý dự án của chúng ta đã có 1/500 rồi. Và giấy phép xây dựng sẽ có trong đầu tháng sau anh. Dạ. Cho nên về tiến độ xây dựng và về pháp lý của dự án này thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Tại vì thứ hai á, là dự án này nó cũng là nằm trong cái nội khu của Vegamex Bình Dương mình phía bên đây. Cho nên dự án cũng rất được phía Bình Dương và Vegamex là luôn luôn hỗ trợ để xây dựng thật là nhanh đến cái khách hàng. Đối với những dự án mà được phát triển bởi Vạn Xuân thì Giang được biết á mọi người, năm 2019 thì có Vạn Xuân nó có phát triển một dự án gọi là Happy One Phú Hòa. Dạ. Ở dưới này. Dạ. Thì hiện nay nó đã bàn giao nhà rồi. Dạ. Và ở quận 12 thì nó có một cái dự án Happy One Premier. Dạ. Và nó xây xong phần móng và lên phần thân, pháp lý cũng rất là đúng chỉnh luôn. Thì đây là một trong những dự án trong cái chuỗi Happy One. Vị trí của chúng ta nằm ngay trung tâm Thủ Dầu Một. Theo Giang thấy thì chủ đầu tư Vạn Xuân thì họ rất là tâm huyết khi mà họ phát triển những cái dự án trong chuỗi Happy One này. Thì nếu anh chị nào quan tâm thì có thể vui lòng liên hệ với Quỳnh, hay còn gọi là Quỳnh Búp Bê, mà Búp Bê bị lỗi nữa. Nói vui thôi. Thì bây giờ Quỳnh có thể cho mọi người biết số điện thoại của em để mọi người có thể liên hệ với em không Quỳnh? Dạ. Về số liên hệ của em là 0329 462 432. Dạ. Rồi mọi người có thể liên hệ với số điện thoại này để mà gặp Quỳnh. Quỳnh sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người về dự án Happy One Central. Hẹn gặp lại mọi người tại dự án Happy One Central. Xin chào mọi người.